Xin chào các bạn, mình là Quỳnh. Mình sẽ cùng với các bạn ôn tập lại để chuẩn bị cho kỳ thi GNPT N3 sắp tới. Và trong đề thi GNPT thì có một phần câu hỏi về cách sử dụng cụm từ mà các bạn thường cảm thấy khó. Nhưng mà nó không hề khó chút nào. Các bạn chỉ cần nắm được hai điều cơ bản. Thứ nhất là nghĩa chính xác của từ. Thứ hai là cách kết hợp từ đó. Sau đây thì mình sẽ cùng với các bạn đi vào một số ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn nhé. Chúng ta đi vào câu đầu tiên. Các bạn nhìn xem các bạn có đọc được chữ kanji này không? Bạn nào chưa đọc được chữ kanji này thì hãy lập tức tra từ điển nhé. Sau đó các bạn hãy dừng màn hình lại và làm bài. Tên tên, đáp án đúng là đáp án 2. Vì sao lại là đáp án 2? Thì như mình đã nói với các bạn ở phần đầu của clip, để làm được dạng này thì chúng ta phải hiểu được nghĩa chính xác của từ và cách kết hợp của từ đó, đúng không? Và cái từ này sẽ đọc là mưu chiu. Nghĩa chính xác của từ mưu chiu là say mê, mải miết làm một cái gì đó hoặc là say mê với một cái gì đó. Chúng ta đọc thử câu thứ 3 nhé. Kono anime wa ima otona ni totemo mưu chiu da. Dịch thế nào nhỉ? Dịch là bộ phim hoạt hình này bây giờ cũng rất là say mê người lớn. Câu này đúng ra vẻ là được rất là được người lớn yêu thích chẳng hạn, đúng không? Là kono anime wa ima otona ni totemo ninki da. Chúng ta sang câu thứ 4 nhé. Ichika ooki ie o tateru no ga watashi no mūchū desu. Dịch như thế nào nhỉ? Dịch là khi nào đó xây một ngôi nhà to là say mê của tôi. Nghe nó rất là vô lý đúng không? Khi nào đó có thể xây được một ngôi nhà to là ước mơ của tôi thì có vẻ hợp lý hơn đúng không? Chúng ta sẽ phải nói là Itsuka ooki ie o tateru no ga watashi no yume desu. Điều thứ hai là cách kết hợp của từ. Người ta thường hay nói mūchū ni naru hoặc là mūchū da. Thế cho nên các bạn nhìn câu thứ nhất nhé. Haha wa saikin karaoke ni mūchū shite iru. Thì người ta không dùng mūchū shite iru mà người ta chỉ nói là mūchū ni naru. Các bạn có thấy dễ hiểu không? Rất là đơn giản đúng không? Chúng ta đi vào câu thứ hai nhé. Từ này đọc là shūri có nghĩa là sửa chữa những bộ phận bị hỏng hoặc là sửa chữa máy móc, được chưa nhỉ? Đấy là cách nghĩa chính xác của từ shūri. Dựa vào nghĩa chính xác của từ shūri thì chúng ta có thể chọn được ngay đáp án là đáp án 3. Vì sao thì chúng ta sẽ đi vào từng câu cụ thể nhé. Câu thứ nhất này, terebi no gamen no akarusa o shūri shita. Người ta sửa chữa đúng không? Gamen no akarusa là cái độ sáng của màn hình đúng không? Người ta không sửa chữa độ sáng của màn hình mà người ta sẽ nói là điều chỉnh độ sáng của màn hình đúng không? Câu này phải nói là terebi no gamen no akarusa o chōsei shita. Được chưa nhỉ? Câu thứ hai nhé. Kono keikaku wa madamada shūri ga hichiyō da. Gì nhỉ? Người ta không bao giờ dùng cái từ shūri này chỉ để nói về sửa chữa máy móc hoặc sửa chữa những bộ phận bị hỏng đúng không? Người ta dùng shūsei có nghĩa là sửa đổi. Câu này sẽ là kono keikaku wa madamada shūsei ga hichiyō da. Có nghĩa là cái kế hoạch này thì còn cần phải sửa đổi. Câu thứ ba này. Kowareta zitensha o jibun de shūri shita. Được chưa nhỉ? Xe đạp bị hỏng thì tôi đã tự mình sửa. Thứ tư là machigaeta tokoro o shūri shite mo ichido tesutsu shite kudasai, đúng không nhỉ? Machigaeta tokoro có nghĩa là những cái chỗ đã bị nhầm. Câu đúng của câu này phải là machigaeta tokoro o tesutsu shite mo ichido tesutsu shite kudasai. Được chưa nhỉ? Đúng không? Cái từ shūri này chúng ta chỉ cần hiểu rõ nghĩa chính xác của từ là chúng ta có thể làm được rồi. Chúng ta tiếp tục đi vào câu thứ ba nhé. Các bạn đọc thử chữ này đi. Setsuyaku đúng không nhỉ? Setsuyaku nghĩa chính xác là tiết kiệm. Chúng ta có thể tìm ra được đáp án ngay đấy. Chúng ta hãy đọc từng câu và dịch từng câu cụ thể nhé. Câu thứ nhất này. Daeto no tame sokuji no ryō o setsuyaku shite iru. Nghĩa là gì? Vì đang giảm cân, tôi đã tiết kiệm lượng đồ ăn. Đúng không? Nghe nó rất là buồn cười đúng không? Vì tôi đang giảm cân cho nên là tôi phải giảm lượng đồ ăn thì nghe nó hợp lý hơn. Câu này phải là Daeto no tame sokuji no ryō o herashite iru. Câu thứ hai, konya 7 ni restoran o setsuyaku shite kudasai. Nghe nó buồn cười nhỉ? Tối hôm nay 7 giờ thì hãy tiết kiệm cửa hàng nhà hàng. Đúng không? Câu này chắc người ta muốn nói là 7 giờ tối nay hãy đặt chỗ ở nhà hàng. Phải nói là
Konyashichijini Restorano Yoyakushite Kudasai. Câu thứ 3 này. Chotto samui no de eakon o setsuyaku shite kudasai. Nghe đã buồn cười đúng không? Vì lạnh cho nên là hãy tiết kiệm điều hòa. Chúng ta phải nói là vì lạnh cho nên là hãy điều chỉnh lại điều hòa cho nó ấm lên chẳng hạn, đúng không? Thì người ta sẽ nói là chotto samui no de eakon o chosetsu shite kudasai. Câu 1, câu 2, câu 3 đều đã sai đúng không? Suy ra đáp án 4 là đáp án đúng. Tiếp theo là câu thứ 4. Các bạn có thể đọc được chữ kanji này đúng không? Đọc là kando, nghĩa là cảm động đúng không? Chúng ta hãy thử đọc và dịch từng đáp án cụ thể nhé. Thứ nhất là kare no hanashi o kita hito wa minna kando shite naite ta. Được chưa nhỉ? Nghĩa là những người đã nghe câu chuyện của anh ấy thì mọi người đều cảm động và đã khóc, đúng không nhỉ? Thứ hai này, kono hon o yonda kando bun o kaite raishu made dashite kudasai. Kono hon o yonda kando bun là gì? Đoạn văn cảm động sau khi đọc quyển sách này, đúng không nhỉ? Nghe nó rất là bất hợp lý đúng không? Đúng ra là phải viết là cái cảm tưởng sau khi đọc cuốn sách này thì phải là kono hon o yonda kanso bun o kaite raishu made dashite kudasai. Câu thứ 3 này, mada chisai no ni shigoto tetsudatte iru nante kando na kodomo da. Nhờ, dù là con rất là nhỏ mà đã giúp đỡ việc gia đình, đúng là một đứa trẻ cảm động. Nghe nó rất là buồn cười đúng không? Ví dụ như đúng là một đứa trẻ đáng khâm phục chẳng hạn. Chúng ta có thể nói là mada chisai no ni ie no shigoto tetsudatte iru nante kanshin na kodomo da. Câu thứ 4 này, sensei wa itsumo osewa ni natte iru node kokoro kara kando shite imasu. Lúc nào cũng được cô giáo giúp đỡ cho nên là tôi cảm động. Được cô giáo giúp đỡ thì phải biết ơn. Để là sensei ni wa itsumo osewa ni natte iru node kokoro kara kansha shite imasu. Đấy là câu thứ 4. Vậy thì chúng ta đã chọn được đáp án đúng là đáp án 1 rồi đúng không? Chúng ta đi vào câu thứ 5 nhá. Câu thứ 5 là stress. Stress nghĩa là stress, căng thẳng. Đáp án thứ 4 đúng nhỉ? Chitashi hito ga totsuzen nakunatte stress datta, đúng không? Một người thân thiết với tôi thì đột nhiên mất, đúng không? Tôi đã rất là căng thẳng, nghe nó buồn cười đúng không? Đột nhiên mất thì mình phải cảm thấy sốc, đúng không nhỉ? Câu này vẻ là chitashi hito ga totsuzen nakunatte shoku datta. Đấy là dựa vào nghĩa chính xác của từ chúng ta loại được đáp án 4. Tiếp theo là về cách nối từ. Cách nối từ thì người ta thường hay nói stress o kanjiru hoặc là stress ga tamaru. Câu thứ nhất này, mensetsu no toki wa kanari stress moratta. Người ta không nói như vậy. Trong phỏng vấn thì người ta thường căng thẳng hồi hộp, người ta thường dùng từ kincho. Câu thứ hai này, kodomo no kitaku ga osokute totemo stress shita. Người ta cũng không dùng stress shita. Câu này nên dùng là simpai shita. Vậy thì đáp án đúng là đáp án 3 đúng không? Đọc thử câu thứ 3 nhé. Saikin kaisa no ningen kanke ni stress o kanjite iru. Nghĩa là gần đây thì tôi cảm thấy căng thẳng với lại mối quan hệ ở trong công ty. Clip của mình hôm nay đến đây là kết thúc và mình sẽ tiếp tục làm những clip tiếp theo. Mong là các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.